dạ con kính thưa đại chúng hôm nay con xin phép được đọc chánh niệm kệ của tác giả sư thanh minh chánh niệm chánh là hướng chánh trong tâm niệm là ghi nhớ pháp tâm thọ trì thân thọ tâm pháp chánh tri thọ trì một pháp niệm ghi nhớ hoài Niệm thân thì nhớ đến thân Niệm Phật thì nhớ Phật ân Đi đứng nằm ngồi niệm Phật ân Niệm tâm thì phải biết tâm Tham sân si rõ đó là niệm tâm Niệm là nhớ rõ Pháp tu Góp phần tăng trưởng công phu thọ trì Chánh tâm trong mọi oai nghi công phu thiền tập thọ trì chánh chân vậy là chánh niệm góp phần pháp môn tu tập tiến dần không lui niệm phật niệm phật tưởng nhớ phật ân chính ân cao thượng chánh chân phật đà phật là bậc đáng cúng dường vì Ngài giải thoát buộc ràng thế gian. Chánh tri tuệ giác muôn ngàn, Vì Ngài hiểu rõ chánh tà đúng sai. Hạnh lành trí đức đủ đầy, Phước lành trí tuệ tạo gây nhiều đời. Nói ra chân chánh đúng thời, Thiện ngôn sản giải là lời Pháp ban. Tận tường ba cõi thế gian Thấp cao tốt sáu muôn ngàn khác sai Điều phục tất cả những ai Có duyên ngộ đạo như lai độ trì Nhân gian thiên giới quy y Bậc thầy hai cõi chánh tri Phật đà Tự mình đã giác ngộ ra chỉ đường nhân thế thoát qua khổ sầu thế tôn đức hạnh thâm sâu mười ba la mật từ lâu đã hành chính ân đức phật thiện lành nhớ ghi tưởng niệm thì thành niệm ân niệm pháp niệm ân giáo pháp thiện lành như lai thuyết sản độ sinh pháp màu Thiết thực giáo pháp thâm sâu Ngay trong hiện tại nhiệm màu an vui Thời gian cho quả tức thì Đến đây để thấy thọ trì ngộ ra Pháp lành hướng thượng sâu xa Được người có trí ngộ ra pháp lành Pháp gồm pháp học pháp hành pháp thành chánh quả thiện lành trước sau như lai thuyết pháp đoạn đợt đầu đoạn trung đoạn đợt cuối trước sau thiện lành niệm tăng niệm ân hạnh đức chư tăng đệ tử thiện lành của đức thế tôn trang nghiêm tề chỉnh thẳng ngay chánh chân tu tập từng ngày công phu tiếng tu đoạn dứt não phiền cho thành đạo quả thiện lành đức ân bốn đôi tám chúng xuất trần đáng được tỏ phần cung kính chắp tay phước điền ở thế gian này đáng cho nhân thế chắp tay cũng vàng niệm giới thọ trì niệm giới pháp tu tưởng về giới hạnh công phu của mình quả là các giới thực hành đã không vi phạm thực hành tịnh thanh giới không bị lũng giới lành giới không bị đức đã hành cần chuyên giới không lớn đớm y nguyên giới không phụng nát cần chuyên giữ gìn. thực hành niệm giới của mình làm cho giới hạnh của mình thanh cao sẽ không vi phạm giới nào thọ trì giới luật truyền trao đời đời. Niệm thí tự mình bố thí phát ban xong rồi tưởng niệm phước lành tạo ra thật là lợi lạc cho ta thật là lợi ích thật là vui thay vì trong cõi thế gian này sang tham đắm nhiễm từng ngày sang tham ta nay an trụ vô tham xả ly bố thí ta làm ta vui bàn tay rộng rãi phát ban vui mừng chia sẻ phát ban hợp thời vui thay sống ở trên đời hảo tâm bố thí đúng nơi người cần bố thí là tạo phước ân đời này đời khác hưởng phần an vui niệm thiên niệm thiên đức hạnh chư thiên cũng là đức hạnh có liền trong ta niềm tin nên đã sinh thiên niềm tin ấy cũng có liền trong ta khi xưa giới hạnh sinh thiên ngày nay giới hạnh cũng liền trong ta vì nghe pháp phật sinh thiên lắng nghe phật pháp cũng liền trong ta vì xưa bố thí sinh thiên, hạnh lành bố thí cũng liền trong ta. Vì xưa trí tuệ sinh thiên, thì nay trí tuệ cũng liền trong ta. Chư thiên khắp cõi gần xa, hạnh nhân cao quý sinh ra phước lành. Niệm thiên đức hạnh viên thành, tuệ trí đức ấy đồng hành trong ta. Niệm chết Thân này sẽ chẳng bền lâu: ai ai rồi cũng chôn sâu dưới bùn. sinh ra cái chết đã chờ là điều chắc chắn hiện giờ ra đi. Nhìn sâu vào thẩm tử thi, rồi bu lúc nhúc vậy thì hiểu ra: đó là sự thật của ta. Thân này rồi sẽ thối tha rã rời. Mai này cái chết đến nơi, thân này là vậy có thời như không. Sự đời mọi thứ viễn vông, chết là sự thật sẽ không gì bằng. Tại sao cứ phải lăn xăng, mai này cũng chết chi bằng tỉnh ra? chết là sự thật với ta thân này phải chết thật là không sai tỉnh rồi thì hết bi ai nó là sự thật tương lai cận kề mong manh mạng sống ê chề chết là sự thật cận kề ở bên thân này không thể vững bền Mỗi ngày chết đến ở bên một gần Cho dù chăm chút cái thân Nhưng không tránh khỏi thân dần chết đi Tỉnh ra giấc mộng trường kỳ Mau tu giải thoát sớm đi niết bàn Niệm niết bàn Niết bàn tịch diệt vô vi Đi tham tội thượng pháp đi niết bàn niết bàn tịch tỉnh lạc an đoạn trừ ngã mạng thì sang niết bàn niết bàn không diệt không sinh nhổ lên khác ái lặng thinh niết bàn niết bàn tịch lặng chân thường nhổ lên tham ái là phương niết bàn niết bàn lặng lẽ tịnh minh, viễn ly tham dục vô sinh niết bàn. Niết bàn giải thoát tử sinh, đoạn trừ phiền não vô minh niết bàn. Niệm xác chết, cái thân lúc sống đáng yêu, nhưng khi nó chết thành điều đáng ghê muốn trừ tham dục não nề tưởng về xác chết làm đề mục tu Vình trương xác chết rồi bu nhất tâm tưởng niệm công phu thọ trì ai tham hình dáng thân thì niệm về xác ấy tức thì đoạn ngay bầm sanh xác chết ghê thay trị tâm tham đắm da này mịn trơn hôi tanh mũ máu nhớn gồm trị lòng tham dục về mùi của thân vỡ tan nứt nẻ nhiều phần đậm tham cơ bắp cũng dần tỉnh ra thú hoang ăn sát tả tơi tham thân béo mập nay thời tỉnh chưa rã rời thân xác bộn bừa Tưởng thân kiều diễm dễ ưa đâu còn Nát tan thân xác hao mòn Giảng hình cân đổi giờ còn nữa không Máu me be bét trên thay Dung nhan yểu điệu giờ đây hải hùng Bỏ rồi lúc nhúc vẫy vùng Đậm tham sở hữu tận cùng là đây Bộ xương trơ trọi phơi bày Hàm răng yếu dấu giờ này nhé ra Cái thân lúc sống mượt mà Bây giờ cái chết thành ra thế này Tham thân thì sẽ tỉnh ngay Một mai ai cũng như này mà thôi Dạ con kính thưa đại chúng Con vừa đọc xong chánh niệm kệ của tác giả sư thanh minh con xin kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc